Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Trong video ngày hôm nay, Cao Phong sẽ lên sóng và mở nội thất những cặp loa hàng bãi của B3 Bass 40. Model của cặp loa này là B3Z215 Bass 40 và tép kèn, loa bãi xịn, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, dòng loa chất âm rất là hay để các bác phục vụ mọi nhu cầu hát karaoke và nghe nhạc trong gia đình, hoặc là các bác có thể kết hợp đi làm sự kiện, đám cưới, tất cả các show diễn. Bởi dòng loa này thì chất âm của nó rất là hay. B3 Bass 40 này các bạn nhìn nhé, một lưới căng bằng sắt logo B3. Đấy. Khi đóng căng và bảo vệ bát tép, các bác vẫn ngắm nhìn được những cặp loa bát và tép phía bên trong Bass 40. Bên dưới này nó có lỗ cắm cọc loa để phục vụ cho các bác có nhu cầu cắm cọc loa thì các bác cắm cọc loa. Còn bình thường với cái tư thế của cặp loa này, nó thiết kế là thùng của nó, thùng 5 cạnh, thì các bác có thể để trưng bày tất cả các nhu cầu, từ để sân khấu hoặc là các bác để trên các đôn tủ kệ rất là đẹp. Bass 40 lưới căng đấy. Sau những cái giây phút mà em giới thiệu bên ngoài này thì em sẽ đứng máy và mở nội thất cùng các bác chiêm ngưỡng cái nội thất của cặp loa này. Các bác chờ em một chút, em sẽ mở nội thất ra để cùng các bác chiêm ngưỡng cặp loa B3Z215 này, Bass 40. Các bác chờ em một chút. Dạ vâng, đây là nội thất của cặp loa B3Z215. Em đã tháo sẵn những cái con ốc lắp bát tép này, cùng nhấc cả cái căng này ra cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Này, căng bằng sắt rất là chắc chắn luôn nhé. Dòng loa này phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó. Bass 40 từ 19 côn 76. Đấy, dòng này thì tiếng âm của nó rất là hay. Tiếng bát đánh chắc, sâu, uy lực. Đấy, Bass 40, hai cái đường keo vàng, đấy, gân vàng, gân bảy lụa thẩm dầu gân vàng rất là nổi. Đây là cái bát này các bạn này, cái màng bát của nó là màng đặc trưng của dòng loa B3, là màng của nó là màng giấy các bạn nhá. Màng giấy tép kèn này. Hai lỗ thoát hơi phía trước. Đây là cái bát, nhấc cái bát này ra cùng các bác nhìn nhé. Để đầu tiên các bác nhìn thấy là hàng xịn của loa B3. Thì bao giờ trên cái nam châm này nó phải có cái dập chìm tia laser này các bác nhá, dập chìm tia laser này. Đấy, chìm tia laser. Tất cả côn nhện của nó là zin nguyên bản 100%. Đây các bác nhìn. Đó. Hàng tuyển chọn zin nguyên bản, chân kẹp dây loa bằng đồng và ngóng luôn. Nam châm dày. Và cái phân tần của nó này, có nhìn cái phân tần của nó rất là to. Dòng loa B3 thì chất âm của nó rất là tuyệt vời. Đấy, phân tần cực kỳ lớn, các cái cuộn cản chống cháy cho loa bát và cho loa tép. Các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Dây loa nó còn nguyên cả những cái nỉ. Có nhìn này, nỉ chống tiêu âm bọc dây loa. Và bạn nào dành vào loa B3 thì nhìn cái bông tiêu âm của nó là bông lông chuột. Bông lông chuột các bác, bông xịn của loa B3. Dỉ tất cả loa súp loa B3. Các model từ Bass 25, Bass 30, Bass 40. Bông tiêu âm của nó toàn bộ là bông lông chuột như này. Có nhá. Và cái tép này. Cái tép này. Tép của dòng loa này thì tép của nó rất là lớn. Rất là to, rất là nặng, tép của nó là từ 170. Đây. Tháo cái dây loa ra. Tép rất là to. Này, tháo cái dây loa để nhấc cái củ tép ra các bác nhé. Đây dây loa. Đó, tháo được cái dây loa ra. Các bác nhìn cái tép của nó này. Từ 170 các bác nhá. Đấy, từ 170. Và nếu như để nhận biết được cái tép này của loa B3 xịn ấy, các bác cứ lấy một cái con ốc, các bác khoẹt vào cái vỏ hậu của tép này. Đấy, các bác nghe nhé, nó là bằng hợp kim, hợp kim đôm, hợp kim nhôm. Nếu mà hàng không phải hàng xịn của B3 thì cái hậu tép này nó bằng nhựa. Đấy, thì nó, khi các bác quẹt cái con ốc này vào, nó chỉ nghe tiếng bộp 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 thôi. Còn nếu hợp kim, nó hợp kim nhôm thì có nghe tiếng nó keng keng keng. Đấy, keng keng keng. Và tất cả dây kẹp dây loa là nó bằng đồng hết. Và trên nam châm của dòng loa B3 xịn ấy. Đấy, chị có nhìn thấy trên nam châm này, từ bát đến tép nó đều có dập chìm tia laser như này. Đấy, dập chìm tia laser sắt từ rất là đẹp. Nam châm dày từ 170. Từ 170, tép của tép to. Không khác gì một cái bát tô to các bác. Đấy, đây là bát và tép. Và phân tần của nó này, quay kỹ lại, cái phân tần của nó rất là to. Các cái
cái tép của dòng loa này nó rất to, nó nặng nên chống gãy tép, phễu tép thì nhà sản xuất người ta làm một cái giá đỡ này để khi các bác lắp tép vào là cái củ tép nó nằm ở đây. Đấy, nó chống gãy loa, gãy gãy củ phễu tép và trên các cái góc đó, nhà sản xuất đó lắp gắn cho các bác những cái nẹp góc này rất chắc chắn luôn. Bao cho các bác hàng loại bãi xịn của V3. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu cặp loa V3 J215. Bây giờ em dựng một quả này lên để có những cái thông số bên trong phía đằng sau. Thông số cặp loa này, có nhìn thùng của nó là thùng gỗ xịn nhá, sơn sần bóng, thùng 5 cạnh. Đấy, bên sườn nó có lỗ lùa tay khênh vận chuyển. Và đây, B3J215 các này. J215 nhé. Công suất của cặp loa này là 350W. Đây 350W này. Đấy, và trọng lượng là 34 kg. Các cái đường vào ra rất nhiều chích. Tem mã số mã vạch, tem QC pass đủ hết các bác nhé. Hàng bãi xịn, bao hàng bãi xịn 100% zin nguyên bản. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với điện tử Cao Phong để sở hữu những cặp loa B3J215 này. Cái dòng loa này chất âm của nó rất là tuyệt vời. Các nhìn cái củ tép của nó này, từ 170, tép rất là to, nặng. Tất cả bao zin các bác. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.